Anh độc quyền Hương Giang hẹn hò Ma Liều, đánh gôn chung, Trang gửi hoa tặng nàng. Có vẻ như tin đồn Hương Giang có mối quan hệ thân thiết với CEO Ma Liều, sau người ấy là ai, ngày càng được khẳng định chắc chắn. Thực hư chuyện này ra sao, hãy cùng với DNews tìm hiểu ngay sau đây nhé. CEO người Singapore Ma Liều hiện đang là cực phẩm được dân tình đồn đoán có cơ hội nhận hoa từ Hương Giang nhiều nhất ở tập cuối cùng người ấy là ai mùa 3. Anh chàng giữ profile cực khủng, thanh đạt, giàu có niềm đam mê với golf cũng như giấy xịn. Cách đây không lâu, Hương Giang đăng hình ảnh đi ăn tối ở nhà hàng, có bối cảnh ven sông cùng với chia sẻ Sài Gòn đẹp nhất về đêm. Trùng hợp thay, tấm hình mà người bạn Mart đăng cũng có bối cảnh tương tự, thậm chí nếu phóng to lên, có thể nhìn thấy bóng người phía đối diện mặc trang phục khá giống Hương Giang. Bên cạnh bằng chứng với khung cảnh buổi ăn tối, cư dân mạng tình ý phát hiện dạo gần đây, Hương Giang bỗng nhiên có thêm một sở thích mới khi cô nàng khoe clip tập đánh golf trên TikTok. Chưa kể, Hương Giang có chuyến đi Đà Lạt với nhà hoa Dâm Bụt vào tầm cuối tháng 6. Cô nàng chụp hình với chủ đề buổi cắm trại khá sang chảnh trên một bãi cỏ. Cộng đồng mạng liền soi ra, chàng CEO Ma Liều cũng có một tấm hình với khung cảnh tương tự, nếu không nó là giống hệt 100%. Từ những bằng chứng trên, nhiều người tin chắc rằng Hương Giang và Ma Liều đang phát triển mối quan hệ gì đó sau người ấy là ai, có thể là tình bạn nhưng cũng có thể là tình yêu. Chưa dừng lại ở đó, mới đây chúng tôi nhận được một số hình ảnh chứng tỏ Ma Liều và Hương Giang có ít nhiều mối quan hệ sau người ấy là ai. Từ khung cảnh buổi đánh golf giống hệt nhau đến lãng hoa Ma Liều gửi tặng Hương Giang khai trương văn phòng, cư dân mạng cứ thế tích cực đẩy thuyền đi thôi vì khả năng Hương Giang trao hoa cho Mart là rất lớn. Trai tài gái sắc, bạn có thấy cặp đôi này hợp và xứng đáng dành cho nhau hay không? Hãy bình luận ở dưới video nhé!